Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình là chiếc hộp LG G Flex phiên bản màu Titan Silver. Trước đây Mai Nguyên đã có một bài dùng thử LG G Flex, nhưng tại thời điểm này thì G Flex mới được bán chính thức tại Việt Nam, nhưng những sản phẩm này vẫn sản xuất ở Hàn Quốc. Ở dưới đáy hộp là thông tin phần cứng lẫn phần mềm của LG G Flex. Máy có màn hình 6 inch với công nghệ màn hình cong. Camera 13 megapixel hỗ trợ công nghệ FX, âm thanh Hi-Fi, pin 3500 mAh, có tích hợp Wi-Fi, Bluetooth, NFC và chạy hệ điều hành Android cùng với một số công nghệ mới khác. Như các bạn đã thấy thì chiếc hộp cũng được làm cong như chiếc điện thoại của chúng ta. Giờ mình sẽ khui hộp. Đây là chiếc điện thoại LG G Flex của chúng ta. Kèm theo đó là một tài liệu hướng dẫn, một adapter sạc, một tai nghe quạt Beats, một cáp micro USB. Và cuối cùng là một khe lấy SIM có hình chữ G. Đây là mặt trước của máy. Phía trên là loa thoại, camera phụ với 2 megapixel và có cảm biến. Phía dưới không có một nút bấm nào cả ngoài logo của LG. Mặt sau chúng ta cũng có một logo của LG và một chiếc loa ngoài. Phía trên là cụm phím điều chỉnh âm lượng và nút nguồn. Bên cạnh camera chính là cổng hồng ngoại và đèn flash. Còn đây là khe lắp SIM. Cạnh trên của máy cũng được trang bị một micro để chúng ta có thể đàm thoại. Cạnh dưới là cổng micro USB và cổng audio 3.5. LG G Flex có nhiều tính năng độc đáo, nó được áp dụng ngay khi các bạn mở nguồn bằng cách gõ 2 lần vào màn hình. Như các bạn đã thấy thì giao diện của G Flex đơn giản mà lại bắt mắt với độ phân giải HD 720 và 1280. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số thông tin khác trong phần cài đặt. Máy chạy phiên bản Android 4.2.2. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh một số chức năng qua cử chỉ. Có rất nhiều tính năng tắt phong phú cho người dùng có thể lựa chọn. Trong chiếc G Flex của chúng ta, hãng đã cài đặt sẵn ứng dụng Quick Translator. Các bạn có thể mở phần mềm và cập nhật thêm ngôn ngữ là có thể sử dụng. Ở đây mình cập nhật thêm từ điển Anh Việt. Thao tác khá là đơn giản, các bạn chỉ cần đưa camera tới đoạn văn bản tiếng Anh cần dịch là máy bắt đầu quét ngay lập tức và nó cho ra đoạn văn bản tiếng Việt. Mình cũng xin giới thiệu thêm về một ứng dụng nữa, đó chính là ứng dụng thời tiết. Ứng dụng này có giao diện rất là đẹp và dễ sử dụng. Bạn có thể biết được thời tiết ở nhiều nơi và nhiều ngày tới. Rất thuận tiện cho những ai đi xa hay là đi du lịch nước ngoài, chúng ta có thể khảo sát thêm về thời tiết ở nơi đó. Và điểm nổi bật nhất của LG G Flex đó chính là màn hình. Tuy không đạt chuẩn Full HD nhưng mà G Flex mang lại nhiều tính năng độc đáo. Khi các bạn mở khóa bằng cách này, G Flex sẽ đem lại một số ứng dụng cho các bạn lựa chọn như xem hình, video hay là YouTube. Mình sẽ trải nghiệm thử màu sắc và độ tương phản mà G Flex đem lại. Với màn hình uốn cong 30 độ về hai bên, bạn sẽ có cảm giác như nội dung đang hiển thị trên máy bao quanh trước mặt của mình. Góc nhìn, màu sắc và độ tương phản của G Flex đều ở mức hoàn hảo. Độ cong và cách cong của LG G Flex mang lại hiệu quả thực sự cho trải nghiệm giải trí, xem phim ở trên điện thoại.
LG G Flex còn được trang bị camera 13MP, đem lại hình ảnh sắc nét và chuẩn mực. Về hiệu năng và phần mềm, LG G Flex không hề khác biệt so với G2. Nó vẫn được tích hợp chip Snapdragon 800, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 32GB cho trải nghiệm mượt mà và nhẹ nhàng. Camera của máy bắt nét khá nhanh và có nhiều tùy chỉnh. Hầu hết những tính năng có trên LG G2 đều được tích hợp ở trên G Flex, như tính năng ghi chú độc đáo, cổng hồng ngoại điều khiển TV dễ dàng và được tích hợp ở sau lưng máy. Với nhiều tính năng thiết thực ở trong cuộc sống hàng ngày, hiệu năng tốt, thiết kế độc đáo, LG G Flex đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong công việc lẫn giải trí hay học tập. Hiện LG G Flex đang có hàng tại các hệ thống cửa hàng của Mai Nguyên. Quý khách hàng quan tâm có thể đến trải nghiệm trực tiếp LG G Flex. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.